Xin chào, kính chào khán giả đài truyền hình SPTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin đầu tuần với Đỗ Dũng. Hôm nay là ngày thứ hai, 3 tháng Giêng năm 2022, và Happy New Year quý vị. Happy New Year anh Hồng Văn Xuân Nhi. Happy New Year anh Đỗ Dũng, và Happy New Year đến tất cả quý khán giả đài SPTN. Vâng, thưa quý vị, ngay ngày đầu năm, sáng ngày hôm nay thì Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, trưởng khối đa số của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, đã gửi thư cho tất cả các thành viên của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện, cho biết là ngày 17 tháng Giêng tới đây, ông sẽ đưa ra một cái cuộc gọi là tranh luận và có thể bỏ phiếu xem có thay đổi cái quy định ở tại Thượng viện hay không, đó là bỏ cái filibuster để mà thông qua cái dự luật về bầu cử. Xin giải thích quý vị chút xíu về filibuster là cái hình thức mà một thượng nghị sĩ có quyền gọi là câu giờ, tức là đứng nói muôn thuở luôn. Nói cho tới khi nào mà không muốn nói nữa thì thôi, thì trong khi nói như vậy không ai có quyền chặn lại. Và khi nói như vậy thì không thể đưa ra một cái dự luật nào để bỏ phiếu hoặc bàn cãi. Thì muốn gọi là cho cái vị thượng nghị sĩ này tắt đài thì phải có 60 phiếu của 60 thượng nghị sĩ trên 100 thượng nghị sĩ đồng ý thì người này mới bị tắt đài. Còn nếu không, người này cứ nói hoài. Thành thử ra bất kỳ một cái dự luật nào đưa ra ở Thượng viện, đầu tiên người ta phải coi có được 60 người đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì lúc đó người ta mới đem ra bỏ phiếu và tranh luận. Thì khi tranh luận và bỏ phiếu thì chỉ cần 51 trên 100 là được. Thành thử ra trên thực tế, tức là mọi cái luật ở tại Thượng viện đều phải cần có 60 phiếu chứ không phải là 51 phiếu. 51 phiếu chỉ là thủ tục mà thôi, phải có 60 phiếu. Chính vì thế Đảng Dân Chủ không thể thông qua được cái luật nào nếu không có sự đồng ý của 10 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, bởi vì hiện nay Đảng Dân Chủ chỉ có 50 thượng nghị sĩ mà thôi. Filibuster không được áp dụng cho trường hợp reconciliation. Reconciliation là những cái trường hợp liên quan đến tài chính, thì một năm được làm một lần và không được filibuster. Thưa anh Hồ Văn Xuân Nhi, liệu ông Chuck Schumer có làm được điều này không? Nhưng mà trước hết nói những cái chuyện liệu, thì xin hỏi anh vì sao Chuck Schumer đưa chuyện này ra vào lúc này thưa anh? Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đúng như anh Đỗ Dũng nói thì cái filibuster này nó là rất là quan trọng, vì nó cho thấy rõ ràng là một cái luật muốn được thông qua tại Thượng viện là phải có 60 phiếu. Mặc dầu trên lý thuyết thì 60 phiếu này chỉ cần để mà được cái dự luật đó được đưa ra thảo luận, đưa ra cho các thượng nghị sĩ rồi tranh luận với nhau trước khi mà có cái cuộc bỏ phiếu cuối cùng, cái final vote. Thì final vote thì chỉ cần có 51 phiếu, nhưng mà cái luật đó muốn được đưa ra bàn cãi là phải có 60 phiếu, thành ra nó đơn giản là như vậy. Cái filibuster này có mục đích quan trọng, đó là để bảo vệ cái quyền lợi cho cái phe mà thiểu số, cái khối thiểu số ở trong Thượng viện. Thì không phải chỉ là Đảng Cộng Hòa đóng cái vai trò thiểu số và sử dụng filibuster hiện tại, mà trong quá khứ, ngay cả những lúc mà Đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số và Đảng Dân Chủ thiểu số, thì họ cũng sử dụng cái filibuster để mà bảo vệ cho chính họ trong những cái dự luật mà họ không muốn thông qua. Thì hiện giờ một trong những cái dự luật mà rất là quan trọng mà đối với Đảng Dân Chủ phải được thông qua trong năm 2022 này, trước cái cuộc bầu cử midterm election, đó là cái voting rights, cái quyền bầu cử. Thì thực ra thì nói về cái quyền bầu cử này thì nó đã có từ lâu, nhưng mà sau cái cuộc bầu cử năm 2020 thì xảy ra những cái điều lộn xộn, nhiều cái vấn đề. Và hiện giờ cái điều mà Đảng Dân Chủ lo ngại nhất là tại một số tiểu bang mà Đảng Cộng Hòa nắm cái quyền kiểm soát đa số cả hai bên hành pháp và lập pháp, tức là cả ghế thống đốc cũng như Thượng viện, Hạ viện ở những cái tiểu bang đó, thì họ đưa ra, Đảng Cộng Hòa đưa ra những cái dự luật rất là khắt khe để kiểm soát vấn đề bầu cử. Họ cho rằng đã có những cái sự lỏng lẻo và có nhiều cái sự lợi dụng dẫn đến gian lận, cho nên xảy ra cái chuyện mà bị tố cáo là gian lận trong năm 2020. Thì Đảng Dân Chủ, đối với Đảng Dân Chủ, cái chuyện mà trong năm 2020, một trong những cái thắng lợi của họ, một trong những cái thế mạnh của họ, là họ đã lấy được cái khối cử tri mà thường vẫn bị cho là nằm nhà, lười biếng, không chịu đi vote, như là những khối cử tri gốc da đen
và những khối cử tri của người gốc Latin. Thường thì họ không chịu đi bỏ phiếu, nhưng mà trong cái năm 2020, với cái sự vận động của đảng Dân Chủ, những cái người đó đã đi bỏ phiếu qua cái gọi là absentee ballot, những cái phiếu khiếm diện. Đây là một trong những cái lợi thế, một cái giỏ khí bầu cử rất là quan trọng cho đảng Dân Chủ. Và năm 2022 này, với cái tình hình mà cho thấy những cái lợi thế đang nghiêng về đảng Cộng Hòa mặt chính trị, thì đảng Dân Chủ rất là cần những cái khối cử tri của họ phải đi cho thật đông, gọi là thật áp đảo, thì họ mới có thể cứu vãn được cái những ứng cử viên của họ. Thành ra để mà ngăn chặn những cái chính phủ các tiểu bang của đảng Cộng Hòa áp dụng những cái luật mà họ thông qua, thì cái luật Voting Rights ở một cái thể chế cấp liên bang lần đầu tiên được đưa ra, và đảng Cộng Hòa thì cho rằng những cái luật bầu cử thì nó nằm ở tiểu bang, nó không dính tới cấp liên bang, liên bang không có cần thiết phải can thiệp vào. Thì thành ra đó là lý do mà đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Sommer cố gắng để thông qua cái dự luật này, để có thể lật ngược lại những cái luật mà ở các tiểu bang của đảng Cộng Hòa đưa ra. Thì nó rất là quan trọng, và đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên không muốn, vì họ đã tin rằng trong năm 2020 họ đã bị thất thế bởi vì có những cái sự lợi dụng và những sự sai trái trong cái vấn đề mà bầu cử ở những cái phiếu khiếm diện, hoặc là những cái sự lỏng lẻo không kiểm soát ID của cử tri, của những người đi bầu. Thì có nhiều vấn đề, mỗi bên có một cái lý do chính đáng của họ để tranh luận rằng cái việc cái luật bầu cử đó sai hay đúng như thế nào. Nhưng mà tôi tin rằng cái hiện giờ thì muốn dẹp bỏ cái filibuster này, đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Sommer họ cần phải đủ hết tất cả 50 phiếu của ông, rồi cộng thêm bà Harris sẽ bỏ cái phiếu nữa, thì mới loại bỏ được cái luật filibuster này. Và hiện giờ thì thực ra thì đảng Dân Chủ họ muốn làm điều này, nhưng mà vẫn chưa chắc có hai vị thượng nghị sĩ ở tiểu bang Arizona và tiểu bang West Virginia sẽ đồng ý bỏ phiếu thay đổi cái chuyện này. Hai vị thượng nghị sĩ này từ trước tới nay cho thấy là họ vẫn muốn giữ cái chuyện mà phải có 60 phiếu thì mới được đem ra thảo luận tại diễn đàn thượng viện. Thành ra đó cũng sẽ là một cái sự khó khăn. Và trước cái ngày nghỉ lễ, một số nghị sĩ đảng Dân Chủ đang nỗ lực vận động hai vị thượng nghị sĩ này để mà đồng ý với họ và thông qua này. Thì cái chuyện mà dẹp bỏ filibuster nó có nhiều cách, chứ không hẳn là dẹp bỏ hoàn toàn. Có thể là họ sẽ có thương lượng là cái filibuster này sẽ được miễn trừ trong cái dự luật Voting Rights, có nghĩa là cái Voting Rights sẽ có thể được đưa ra thảo luận mà không cần cái áp dụng cái chuyện mà luật của Thượng viện là phải có đủ 60 cái lá phiếu để thông qua điều đó. Thành ra nó sẽ là một cái điều, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Sommer với cái sức ép của ông và với cái năm 2022 này, ông có thể lấy đủ 50 phiếu của các nghị sĩ đảng Dân Chủ để thông qua cái chuyện mà thay đổi cái filibuster này. Nhưng mà tôi hy vọng là sẽ không thay đổi một cách hoàn toàn, nghĩa là không dẹp bỏ cái chuyện 60 phiếu để mà, vì nó sẽ có lợi cho đảng Dân Chủ sau này trong nhiệm kỳ tới, trường hợp đảng Dân Chủ bị trở lại cái vị trí thiểu số, vì đó là cái cách duy nhất để bảo vệ cái quyền lực cho cái thiểu số không có bị lấn ép quá bởi cái khối đa số. Như anh nói thì hai thượng nghị sĩ Joe Manchin và Kyrsten Sinema thực ra là họ ủng hộ anh, nhưng mà với điều kiện phải có sự ủng hộ của cả bên Đảng Cộng Hòa. Họ đòi lưỡng đảng. Yeah. Lưỡng đảng có nghĩa là nếu muốn thay đổi cái này phải có sự đồng ý của lưỡng đảng thì họ ủng hộ. Thành ra cái đó là cái khó cho bên Dân Chủ. Và trong mấy tuần qua bên Dân Chủ đã họp riêng với lại hai cái người này để họ bàn cách nào đó, thì chưa biết họ sẽ tiếp tục bàn nữa. Thế nhưng mà ở trong đây thì ông Sommer ông nói rằng là bây giờ là nghĩa là bên Đảng Cộng Hòa cứ cản trở hoài và đến lúc phải thay đổi. Thượng viện cũng đã từng thay đổi trong nhiều năm chứ không phải là cứ nhụy hoài.
Rồi ông thượng nghị sĩ Patrick Leahy, ông của Đảng Dân Chủ thì bang Vermont, một trong những người lâu đời nhất của Thượng viện, mà ông cũng sắp sửa về hưu vào năm tới, ông bảo là tôi là cái người bỏ phiếu thay đổi filibuster nhiều nhất ở Thượng viện này hơn ai hết. Ở ông ở đây mấy chục năm rồi anh. Yeah. Ông bảo là nên thay đổi, và đồng ý không đồng ý thì quý vị cứ đứng ra quý vị bỏ phiếu, việc gì quý vị phải sợ. Hả? Nhưng mà ông Summer, ông chọn cái ngày là ngày 17 tháng Giêng. À, ngày quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Chúng tôi sẽ hỏi anh Hồ Văn Xuân Nhi cái chuyện này sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.